Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. ASEAN khẳng định luật quốc tế là chìa khóa giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Thưa quý vị, các nhà ngoại giao hàng đầu của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, nơi Trung Cộng thường xuyên vi phạm chủ quyền của Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực. Trong buổi họp của các ngoại trưởng của 10 nước thành viên tại thành phố Nha Trang vào ngày 16 đến 17 tháng Giêng, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn các mối quan tâm quốc gia và khu vực, bao gồm cả tình hình tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường tin tưởng lẫn nhau, tự kiềm chế trong hành động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, cũng như là theo đuổi các giải pháp tranh chấp hòa bình theo luật pháp quốc tế và đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 về luật biển UNCLOS. Các bộ trưởng ASEAN đã không đề cập đến Trung Cộng trong thông cáo chung, nhưng tuyên bố ám chỉ Trung Cộng và tuyên bố chủ quyền chín đoạn vô lý ở Biển Đông, một tuyên bố đơn phương của Bắc Kinh, đã vô hiệu bởi phán quyết trọng tài quốc tế năm 2016. Theo như ông Phạm Bình Minh, tất cả các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đều muốn ASEAN và Trung Cộng đạt được thỏa thuận về quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông. Và đây là một cuộc họp thành công về Biển Đông xét trên bối cảnh chia rẽ trầm trọng của ASEAN vì nhiều nước như Campuchia đứng về phía Trung Cộng. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.